tới thời gian giải ngũ, dạ, rời đảo, dạ, cái gì giữ lại trong tâm tưởng của anh cho qua cái thời gian mà 5 năm ở Trường Sa? Tôi thấy là cái giữ lại cho tôi là ví dụ như là sau 3 năm hoặc sau 5 năm anh đi đảo về, anh ra phố anh cảm thấy như là mình là một người hoàn toàn xa lạ với xã hội, về tính cách, về con người các thứ, cảm thấy là rất là bị lạc lõng, khó hòa nhập lại. Cái này là khó hòa nhập thì nếu mà nói về môi trường giao tiếp các thứ ấy, thì có thể vẫn bị bỡ ngỡ. Hoặc nhất là vấn đề đi lấy vợ chẳng hạn. Cái lúc đấy mà bảo đi lấy vợ rất là khó, không biết là mình tán kiểu gì. Nhưng mà dần dần thì môi trường nó cũng quen thôi. Đấy là nói chuyện về quá khứ là như thế. Thế còn cái mà để mà kỷ niệm sâu sắc nhất ở đời tôi thì đúng là tôi cảm thấy như là mình được rèn luyện trong một môi trường, cảm thấy là con người mình nó chín chắn hơn nhiều. Và trong cái cách đối xử, trong cái cách xã giao, mình cảm thấy như là không sống rất là thật với cái đời sống thường của mình. Đấy là cái mà tôi cảm thấy đúng là ở trong đất liền, nếu mà anh có ở trong môi trường quân đội hay gì đấy vẫn bị xáo trộn bởi cái cuộc sống bên ngoài. Rồi cho nên là đến bây giờ sau mấy chục năm xa cách, nhưng mà những bài hát về Trường Sa lúc nào tôi cũng có thể thuộc từ đầu đến cuối, bởi vì đấy là một cái kỷ niệm của mình. 5 năm chờ như vậy, nếu không tính thời gian về phép, yeah, anh cũng như những người bộ đội khác, yeah, không có gặp bất cứ một bóng hồng nào ở trên đảo. Không, cái đấy cũng giống như này thôi. Cũng hàng năm quân chủng hải quân vẫn tổ chức cho một chuyến các đoàn văn công văn nghệ ra trên phục vụ các chiến sĩ Trường Sa. Thế nhưng mà cái gặp gỡ và cái giao tiếp của những người lính ấy thì nó có hơi khó khăn hơn, bởi vì là nhiều khi mà nghe tin đến tháng 3, tháng 4 có đoàn văn công của quân chủng hải quân tổ chức ra để biểu diễn cho anh em ngoài đơn vị, thì lúc đấy thì buổi chiều anh em đã phải xếp hàng ra ngoài ngồi, xếp ghế ra ngồi trước chờ rất là lâu rồi, để chờ các cô các đến ra biểu diễn. Thì là người lính ấy, thì chỉ mong được bắt tay các cô một lần, một lần dù ngắn, nhưng đấy là một cái cảm xúc rất là lạ, như chưa bao giờ gặp được. Đấy là một cái gọi là cái tình cảm mà nó diễn biến cái thời kỳ nó là như thế, bởi vì cũng người các cô cũng chỉ văn công cũng chỉ ra được một lần trong năm thôi. Đợi để mà được bắt tay các cô một lần như vậy, nhưng cũng mà được. Thực ra trong tâm trạng có run không? Tất nhiên là run. Run chứ, bởi vì xưa nay chưa cả năm trời không bắt tay được các cô. Nhiều khi có các chiến sĩ 3 năm trời mới vào được đất liền. Rồi có khi người yêu cũng bỏ. Quay trở lại đất liền như vậy thì bao lâu anh mới có thể gọi là lấy lại được cái quân bình để mà tiếp xúc một cách bình thường trong đời sống? Thực ra thì sau khi mà vào đất liền khoảng đúng nửa năm đấy, thì trong cái thời gian đấy thì chúng tôi lại phải đi làm những cái công việc rất là bình thường của cái lúc đấy, là khi là quân chủng hải quân có cái thông tin là những anh chị có tên trong danh sách là chuẩn bị đi sang xuất khẩu lao động sang các nước Liên Xô, Tiệp, Ba Lan rồi Đức, thì tôi là một trong những 9 anh em được đề cử sang bên Đức. Thì trong cái thời gian đấy thì chúng tôi phải đi lại rất là nhiều, từ Cam Ranh đi Sài Gòn, Sài Gòn lại về quê để làm các cái thủ tục xuất ngũ, ra quân, xong rồi lại làm thủ tục khám sức khỏe. Vừa kín thì thời gian là bắt đầu đến tháng 6 thì chúng tôi bắt đầu làm giấy lên đường, làm hoàn thành cái thủ tục để lên đường. Ra khỏi đảo là tháng mấy? Tôi ra khỏi đảo là tháng 1 gì đấy. Tháng 1 năm 1988. Ra khỏi đảo tháng 1 qua rồi tháng 3 một số thủ tục, rồi tháng 3 là trên Trường Sa, là lúc đấy là bắt đầu là có rất là biến động về vấn đề Trung Quốc. Thì sau khi mà từ tháng 1 đến tháng 3 là tôi về phép về Việt Nam, bởi vì khi mà quay vào đất liền ấy thì lúc đấy thì cũng chưa quay vào Cam Ranh thì cũng chưa chiến sự, chưa có gì đâu. Sau khoảng nửa tháng thì bắt đầu là chiến sự Trường Sa là bắt đầu có vấn đề. Lúc đấy thì thực ra là chưa có một cái lệnh gì đi xuất khẩu lao động cả, bởi vì lúc đấy chiến dịch Trường Sa cả nước hướng về Trường Sa mà. Thì nói chung là cái thời kỳ mà tháng 2, tháng 3 năm 1988 là thời kỳ mà cả nước lúc đấy là rất là có nhiều biến động.
nào là những cái thư từ, rồi những cái thông báo, những cái thông tin là cả nước hướng về Trường Sa. Thì cuộc vận động về hướng về Trường Sa lúc đấy người ta rất là ủng hộ nhiệt tình, từ các loại cơ quan toàn thể mọi người ủng hộ rất là. Trong những người lính mà đã tham gia vào cái chiến dịch chống lại Trung Quốc cái thời gian đó, và đặc biệt là những người lính mà ai cũng thấy ở trong những cái đoạn phim mà đã bị bắn nằm xuống, có người nào là đồng đội một cách trực tiếp không? Có chứ. Đồng đội trực tiếp của tôi thì có anh nữ đoàn phó, nữ đoàn phó 146, anh Trần Đức Thông. Anh đấy lúc đấy là chỉ huy trưởng của khu vực quần đảo Trường Sa. Thì lúc đấy thì anh đấy là được lệnh của quân chủng hải quân là phải ra ứng phó với Trung Quốc. Thì trong cái tàu HQ-514 hay gì tôi không nhớ cái số hiệu, thì anh đã hy sinh trên đoàn tàu đấy. Anh đấy là thủ trưởng trực tiếp của tôi, mà là vừa là thủ trưởng trực tiếp về ngành dọc và vừa là thủ trưởng trực tiếp của cả cái lữ đoàn đấy. Ngoài ra những người lính mà ngay trong cái đoạn phim mà chúng ta thấy, có những người nào mà anh biết qua? Có những người có chứ. Có những người mà đã đấy, sau khi họ đi Trường Sa chiến đấu về thì lại được đi sang Đức, là những đồng đội của tôi. Thì trong đấy thì có 8 người. Tôi là người thứ 9. Tất cả 8 người kia là lính. Còn tôi thì là sĩ quan chuyên nghiệp. Thì tôi là có trách nhiệm phụ trách 9 8 anh em đó đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục giấy tờ đi xuất khẩu sang Đức. Thì trong đấy thì tất cả 8 anh em đấy đều là những người trực tiếp chiến đấu với trên mặt trận đảo đá Tây mà Trường Sa đấy. Cái video mà bắn gục những người bộ đội nó nằm ở đảo gì ạ? Đảo đá Tây, rồi Cô Linh, rồi Gạc Ma, đấy là mấy cái đảo. Toàn bộ chiến sĩ trên cái đảo lần đó là bị không phải hẳn là trên đảo đấy, mà tất cả những cán bộ chiến sĩ đấy là được bổ sung ra để giữ cái đảo đấy, chứ còn lúc đấy là đảo đấy là không có người. Lúc đấy đảo đấy là không có người, nhưng mình thấy tình hình Trung Quốc đang có cái xu hướng là chiếm lĩnh các cái đảo mà chưa có người ở, mà những cái đảo đấy là nằm trong cái quần đảo của Việt Nam. Thì bộ đội mình cử tất cả những người như thế ra để giữ những cái đảo đấy. Thì như vậy thì gọi là tranh chấp. Thì khi mà có cái dấu hiệu tranh chấp thì nói chung là nhà mình thì chỉ ra cắm cờ giữ đảo. Thế còn Trung Quốc thì người ta có ý định thì mình không thể biết trước được. Cuối cùng là duy nhất một đảo Gạc Ma bị mất vào tay Trung Quốc. Vâng. Thì tất cả những cái đảo đấy thì bộ đội mình hy sinh 64 chiến sĩ. 64 người. Và trong đó là một người là chỉ huy trực tiếp của anh. Chỉ huy cao nhất và cũng là trực tiếp, nếu mà nói về đơn vị làm việc ở trong đất liền ấy là đơn vị là trực tiếp. Thế còn lính cả thủ trưởng. Bao nhiêu người là bạn bè của anh ở trong đó? Ở trong cái trận mà hy sinh nha. Trong 64 người đó. Trong 64 người đấy thì chỉ có mỗi anh trung tá lữ đoàn phó là đồng đội gần nhất. Thế còn các cái chiến sĩ kia thì là ở các đơn vị khác người ta cử đến. Từ đảo Trường Sa, ra khỏi đảo Trường Sa đã qua ngay bên Đức để mà tiếp tục làm việc. Nó có quá khác biệt để mà có thể hòa nhập lại, vừa là đời sống vừa là văn hóa. Thực ra thì khi mà chúng tôi được điều động đi sang nước Đức làm việc thì nói chung cái đấy cũng là một cái khó khăn trong cái bước ban đầu. Đầu tiên là chúng tôi phải đi học tiếng. Anh qua Đức năm 88. Tôi qua Đức tháng 7 năm 88. Thì khi mà sang một cái môi trường mới thì ai cũng thế, cũng rất là bỡ ngỡ. Mà cái lúc đấy thì cái xã hội chủ nghĩa của nước DDR thì nó cũng là một nước là thân thiện với nhà nước Việt Nam mình. Chỉ có điều là cái văn hóa rồi cái khoa học kỹ thuật của đất nước người ta nó có khá hơn, tốt hơn. Nhưng bắt buộc mình phải sang học hỏi. Thì sang đấy rồi thì từ năm 1988 thì anh em mới đầu sang thì bắt đầu học tiếng. Sau đó thì khoảng
3 tháng học tiếng. Lúc sang là ở thành phố nào thưa anh? Tôi ở từ đầu đến cuối ở đây. Ở Dresden. Vâng. Thì cũng sang thì học tiếng. Học tiếng xong bắt đầu học nghề. Được. Công việc gì? Lúc đầu thì tôi học nghề làm bên đổ bê tông. Sau đó thì khoảng 3 tháng thì lại chuyển sang làm bên thợ lắp ráp máy motor cho tủ lạnh và máy giặt. Thì trong quá trình khi mà từ lúc mà năm 1988 cho đến năm 1990 thì lúc đấy thì làm ở trong cái nhà máy sản xuất motor. Và khi mà nước Đức thống nhất thì năm nào? Năm 90 là nước Đức thống nhất. Thì lúc đấy thì anh em những người Việt đang lao động ở nước Đức, nước Đông Đức có thể nếu như mình muốn thì có nghĩa cái hiệp định giữa hai nhà nước Việt Nam và Đức lúc đấy là coi như là chấm dứt. Vậy thì ai muốn ở thì nhà nước Đức không ngăn cản. Thế nhưng mà nếu mà ai về thì nhà nước Đức người ta hỗ trợ 3 tháng lương cộng với lại 3.000 tiền để mà đền bù cho cái hiệp định. Thì lúc thời kỳ đấy thì đại đa số là mọi người đều về. Bởi vì nghĩ lại ở lại nước Đức thì lúc đấy nó chuyển giao chế độ thì cũng không biết thế nào. Nhất là môi trường xã hội chủ nghĩa thì mọi người quen. Nhưng mà khi mà chuyển sang môi trường tư bản thì mọi người lúc đấy là khó định hình lắm. Thì đại đa số thì mọi người về. Nhưng mà khi về Việt Nam thì cuộc sống Việt Nam thì nó có nhiều khó khăn. Rồi nghe tin những người ở lại thì cuộc sống thấy dễ thở. Thì mọi người lại quay lại. Thì quay lại thì nếu như quay lại trong thời kỳ 6 tháng thì nhà nước Đức người ta vẫn chấp nhận. Tất nhiên là người ta không đền bù cái tiền vé. Nhưng mà anh phải trả lại toàn bộ những cái tiền người ta đã chi phí. Chẳng hạn 3 tháng lương và 3.000 tiền đền bù thì anh phải trả lại. Thì người ta vẫn chấp nhận cho cái giấy tờ anh được phép quay lại. Rồi riêng trường hợp của anh thì anh đã quyết định ở lại hay là tôi về? Tôi đã quyết định ở lại. Anh cho biết cái quyết định đó nó đến như thế nào, nó có khó khăn hay là vì sao quyết định cuối cùng anh làm? Thì thực ra cái này thì nó cũng khó nói, có nghĩa là có người thì ăn thua. Thì tôi thì cũng gần như là như thế, tôi thấy coi như thôi thì mình cũng đánh liều thôi. Chứ còn về thì cái thời kỳ đấy thì tôi cũng không biết là về nhà mình, lúc đấy mình đã ở nước Đức 2 năm rồi. Mà về Việt Nam thì cũng không biết là sẽ làm được cái gì. Thì thôi tôi cũng quyết định ở lại. Một phần, hai là cũng gia đình lúc đấy cũng có cô chú ở bên Tây Đức. Thành ra tôi thấy có vẻ cũng có một cái gì vững tin hơn. Nhưng mà khi mà quyết định ở lại rồi thì tôi thấy là cái cuộc sống của mình tự lập nó có nhiều cái tốt hơn. Rồi hòa nhập với cái xã hội tư bản thì tôi thấy cũng không có cái gì là khó khăn cả. Khi mà tất nhiên là cái thời kỳ lúc đầu năm 90 thì cái xáo trộn giữa cuộc sống mà được xã hội người ta hỗ trợ các thứ ấy, thì nhiều khi cái con người mình không năng động. Thế nhưng mà cảm thấy nó yên tâm hơn. Nhưng khi mà bước sang một cái cuộc sống mới hoàn toàn là anh tự quyết định cuộc sống của anh, nhiều người sợ. Đúng, thực sự là như thế. Nhưng mà khi mà mình sống ở một môi trường một cái thời gian ngắn thì mình mới tìm hiểu và dần dần mình cũng thích nghi được với môi trường đấy. Một cách cụ thể, công việc của anh sau khi quyết định ở lại nó có khác gì với lại công việc trước khi xảy ra? Hoàn toàn khác đấy. Dạ. Hoàn toàn khác, bởi vì là ngày trước khi nước Đức thống nhất thì mình đi làm là làm theo cơ quan, làm theo hãng xưởng. Có nghĩa là anh không được phép tự hành nghề một cái gì cả. Mà tất cả những cái gì mà anh đã làm theo hiệp định giữa hai nhà nước thì anh chỉ có làm như thế. Thế nhưng mà khi mà chuyển sang cái môi trường khác ấy thì lúc đấy là kinh tế anh độc lập, anh tự chủ. Thì đúng là khó khăn. Thế nhưng mà khi mà người ta sống lâu rồi, người ta cũng tìm hiểu được cái môi trường xung quanh thì cũng hòa nhập, cũng không có gì là khó cả. Rồi thì khi mà cái kinh tế mà mình đã cảm thấy đáp ứng được ấy thì thấy nó cũng dễ chịu. Nên thì lúc đầu thì tất cả những cái mà sinh hoạt cộng đồng các thứ sau khi nước Đức thống nhất thì nó cũng có khó khăn, bởi vì ai cũng tự lo kinh tế gia đình. Nhưng mà khi mà cái xã hội bắt đầu đi vào ổn định khoảng 5 năm thì bắt đầu người ta lại tìm đến những cái sinh hoạt cộng đồng. Thì tất cả những người mà
ngày xưa sống với nhau ở thời DDR, người ta lại tìm đến nhau, tìm đến những cái tổ, những cái phe ein, cũng nghĩa tìm đến những cái tổ, rồi là tìm đến những cái phong trào, rồi những cái quyên góp nọ, quyên góp kia ấy. Thì cho nên đến bây giờ thì tôi thấy là cái cộng đồng của người Việt Nam ở nước Đức nó phát triển rất là mạnh. Chẳng hạn họ có những cái tổ chức là quyên góp, hội từ thiện cho giáo dục, rồi hội từ thiện cho những cái bão lụt, rồi là ở Việt Nam, rồi là có những cái tổ chức mà chẳng hạn như là giúp đỡ trẻ em học hành ở bên đấy, rồi cũng tìm những cái nguồn tài chính để mà ủng hộ cho những người giáo viên của người Việt Nam để sang nước Đức dạy cho trẻ em Việt Nam. Rồi là kết hợp với các cái cơ quan đoàn thể của Đức ấy, người ta cũng giúp đỡ rất là nhiều. Rồi trong những cái vấn đề văn hóa thì cộng đồng người Việt sống ở bên Đức sau này phát triển rất là mạnh. Đấy là về cộng đồng ở phía người Việt mà đi theo cái thời xã hội chủ nghĩa. Thế còn thì cái cộng đồng người Việt mà đi những năm 75, những thuyền nhân ấy, thì tôi thấy có một cái khác biệt là họ không thích hòa nhập với cái cộng đồng của người bên này. Mà người bên này cũng rất là muốn, thế nhưng cũng không hẳn là tôi đến tôi lịnh anh. Đúng, thực sự là như thế. Thì đấy là một cái lý do mà người Việt ở Đức có phần chia rẽ trong vấn đề cộng đồng. Có hai cộng đồng rất khác biệt. Đúng, rất khác biệt. Vâng. Tưởng. Vâng. Hai cộng đồng đó nó sống về mặt địa lý có sống gần nhau hay là sống xen kẽ vào nhau trong xã hội Đức hay không? Rồi. Bây giờ thì về vấn đề địa lý, về vấn đề môi trường ấy thì thế này, cộng đồng người Việt mà đi theo thời xã hội chủ nghĩa sang Đức lao động mà ở lại đến bây giờ ấy, thì hoạt động ở phía đông, và cái cộng đồng của người Việt gọi là thuyền nhân ngày xưa thì ở phía tây. Thế nhưng mà khi mà nước Đức thống nhất ấy, thì người lao động ở phía đông sang phía tây làm việc rất là nhiều. Thế nhưng mà người phía tây, người Việt ở phía tây sang phía đông thì hầu như không có. Tất nhiên là ở bên này thì công ăn việc làm nó hơi khó. Thế nhưng mà người ta vẫn duy trì được cái hoạt động về sinh hoạt cộng đồng. Có thể người ta ở phía tây nhưng người ta vẫn sang phía đông. Đấy là những người mà ở bên này, người ta vẫn quay lại để sinh hoạt cộng đồng, rồi đóng góp cho cái xã hội Việt Nam rất là nhiều. Thế còn cái cộng đồng mà người đi thuyền nhân ấy thì họ không muốn có một cái quan hệ, mà cảm thấy cái chế độ Việt Nam phải thay đổi thì họ mới phải khác, thì họ mới muốn khác. Nhưng mà cái đấy thì là khó. Như vậy thì những cái sinh hoạt chung của cộng đồng như là những cái dịp lễ Tết, những cái tổ chức ngày hội chợ Tết, thì hai nhóm cộng đồng sẽ tổ chức những cái hội chợ Tết hoàn toàn khác biệt nhau.